Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đề tài của chúng ta ở trong ngày hôm nay đó là hãy mau nghe, chậm nói, chậm giận. Hãy mau nghe, chậm nói, chậm giận. Mọi người hãy mở Thư Gia Cơ chương 1 từ câu 19 đến câu 21. Chúng ta sẽ học phần kinh thánh ngắn này. Thư Gia Cơ chương 1 từ câu 19 đến câu 21. Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này. Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn. Lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Amen. Xin mời mọi người cùng đọc với tôi. Chúng ta hãy đọc lại phần kinh thánh này cùng với nhau nhé. Chúng ta bắt đầu. 2, 3. Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này. Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Vậy hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn. Lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em. Amen. Hãy nói với người bên cạnh rằng hãy mau nghe, chậm nói và chậm giận. Nhất là mấy cặp vợ chồng á. Rồi bây giờ không phải là mọi người đều nói, mà mấy cặp vợ chồng á, nói với nhau đi. Nếu mà đang không ngồi chung thì lại càng phải tìm đến với nhau mà nói. Rồi mục sư đề nghị các cặp vợ chồng, nếu mà đang ngồi chung thì chỉ đơn giản là quay qua mà nói, nhưng nếu mà đang không ngồi chung thì lại càng phải đến gần nhau. Và hãy nói nè, hãy mau nghe, chậm nói và chậm giận. Làm được không? Gặp nào mà nhất định không chịu làm là hiểu rồi đó. Ủa sao không thấy cậu nào làm, ta thấy như có mình cậu Sư Thảo nó đang ngồi cạnh nhau nó làm thôi. Chúng ta cùng nhau nói được ai làm. Bây giờ 1, 2, 3 này, mục sư đến 1, 2, 3 này, coi các cặp vợ chồng có làm theo điều mục sư đề nghị không nha. 1, 2, 3. Ủa sao thấy anh nhìn mục sư chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Ok, chúng ta hiểu cái câu này như thế nào? Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Trước hết là mau nghe. Mau nghe là sao ta? Phải là ai nói gì của mình, mình lắng lỗ tai rồi mình nghe xong mình đi nói lại người khác, phải vậy không? Hả? Người ta gọi là hóng chuyện á, phải vậy không? Phải là mau nghe là ý nghĩa gì không? Cái ai nói gì cái là chạy tới nghe coi đang nói gì vậy? Nó nói xấu mình không? Hay là có nói xấu ông Bảo hay là nói xấu ai? Rồi sau đó nghe xong đầu chạy đi để nói lại. Có phải mau nghe là vậy không anh chị em? Vậy là mau nghe đây là sao ta? Nghe ta nói trước đi rồi mình hãy trả lời. Nghe cái giọng này có vẻ hơi gay cú. Là mình phải nghe người ta nói cái gì gì đó đúng không? Có nhiều người họ chưa nghe mà họ cứ lo họ nói áp đảo không đúng không? Anh chị em thấy bực bội khi giao tiếp với mấy người đó không? Có một số người họ không có biết lắng nghe phải không? Anh chị em đã từng giao tiếp với những người mà họ không biết lắng nghe không? Tức là mình thật ra mình muốn có một cơ hội để giải thích một cái gì đó, nhưng mà họ không cho mình cái cơ hội để giải thích. Họ cứ đánh phủ đầu mình, họ dập phủ đầu họ. Họ nói sau đó là họ bỏ đi. Hoặc là nói điện thoại, họ nói đã, mình chưa kịp mở miệng ra nói gì hết. Cái họ dập cái điện thoại xuống một cái. Mấy người nào mà có cái một sự lời cái tập như vậy á, phải sửa lại nha. Từ cái cách mình giao tiếp ở bên ngoài cho đến cái cách nói điện thoại thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Thật sự mục sư rất là ghét nói chuyện điện thoại với những người mà họ nói đã cái phần của họ
mình mới vừa mở miệng mình chưa kịp nói họ cúp máy rồi. Alo, mình ở bên này mình cứ alo mà cúp máy mất rồi. Rồi cái nhiều khi mình gọi lại lại mình đang muốn nói mà mới gọi lại, cái gọi lại họ không cho mình nói, họ nói cái gì đó nữa, cái mình vừa há miệng định nói cái họ cúp máy rồi. ức chế thiệt chứ. Kinh Thánh dạy chúng ta là trước hết chúng ta hãy mau nghe. Tất nhiên cái từ mau nghe ở đây không có nghĩa là chúng ta là những cái người nhiều chuyện hay hóc tin chỗ này chỗ nọ, đầu làng cuối xóm, ông này bà nọ biết cái nhà kia sắp sửa xây máy tắm, rồi ông kia sắp sửa mua siêu xe hay là cái chuyện trong showbiz gì đó, rồi để ra chúng ta nhiều chuyện, chúng ta đàm tiếu, chúng ta thải lai. Không phải, chắc chắn lời Chúa không bao giờ dạy chúng ta như vậy. Nhưng mà mau nghe ở đây, trước hết anh chị em phải hiểu đó là một cái con người mà luôn luôn sẵn sàng để lắng nghe lời của Chúa, trước hết là lời của Chúa. Amen con chị ạ. Mau nghe ở đây trước hết là mau nghe lời của Chúa. Mau nghe lời của Chúa. Cái từ ở trong tiếng Anh á mà là có ý nghĩa là từ mau đây thì nó là một cái từ mà nó không chỉ về cái sự nhanh nhẹn mau mắn mà nó còn thể hiện là một cái người mà khi họ nghe thì không có một cái gì ở trong cái nội tại của họ có thể ngăn trở họ hết, một cái sự sẵn sàng, một cái tinh thần sẵn sàng để nghe, giống như là họ đã chờ đợi điều đó rồi, họ đã chờ đợi, họ biết được cái ích lợi của cái điều tốt lành đó và họ luôn sẵn sàng để nghe. Chứ nó không chỉ đơn giản là cái tốc độ nghe nhanh chóng để nghe, nhưng mà một cái tấm lòng sẵn sàng để nghe. Như vậy thì mau nghe ở đây là trước hết chúng ta được nhắc nhở chúng ta cần phải có một thái độ sẵn sàng để lắng nghe lời của Đức Chúa Trời một cách nghiêm túc. Amen không chị ơi? Tại sao chúng ta cần phải sẵn sàng để lắng nghe lời Đức Chúa Trời một cách nghiêm túc? Chỉ đơn giản là vì lời Chúa luôn luôn đúng, luôn luôn chính xác. Lời Chúa chứa đựng quyền năng, lời Chúa chứa đựng những giải pháp để giải quyết mọi nan đề, từng nan đề ở trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải luôn sẵn sàng để lắng nghe lời của Chúa. Amen không chị? Chúng ta sẵn sàng đến cái mức độ là như thế này. Nếu như chúng ta không có cái điều kiện tốt để chúng ta được lắng nghe lời của Chúa thì chúng ta sẽ là người tìm kiếm để lắng nghe được những lời đúng đắn của Chúa. Đó là những cái người mà có cái thái độ mau nghe. Tôi nói với anh chị em thế này, có đôi khi chúng ta ở trong một cái hội thánh như thế này và chúng ta được cung cấp dư dật lời của Chúa, lời của Chúa được rao giảng một cách thực tế, một cách đầy đủ cho chúng ta, thậm chí dư dật, rồi có một cái tâm lý mà nó không mấy tốt đẹp xảy ra, đó là nhiều người riết giống như kiểu con thường khinh lợn. Trong khi đó có những người ở những cái nơi mà họ không được cái điều kiện như vậy và họ luôn rất là khao khát, họ cứ tìm, họ chờ đợi từng cái bài giảng mà được phát ra từ hội thánh của chúng ta để họ lắng nghe và họ nhận được rất là nhiều ích lợi ở trong đời sống của họ. Nói đến đây thì nhớ đến một cái câu mà nhiều người đã lầm tưởng rằng đó là lẽ thật, nhưng đó không phải là lẽ thật. Đó là tiên tri không được tôn trọng ở nơi quê hương mình. Ai đã nói câu đó? Chúa Giêsu đã nói câu đó. Ngay tại quê hương của Ngài là Nazareth, Ngài có được tôn trọng không? Người ta có thích lắng nghe lời của Ngài không? Người ta có mau nghe lời của Chúa ở tại quê hương của Ngài không? Người ta có sẵn sàng để lắng nghe lời Chúa không? Không. Ngài đi đây đi đó để giảng lời Chúa, nhưng mà ngay tại quê hương của Ngài người ta đã không thật sự tôn trọng lời của Ngài. Và có một lần Chúa đã trở về quê hương của Ngài là Nazareth với tấm lòng mong muốn làm những điều ích lợi cho quê hương của mình. Chúa muốn đem lại sự giải phóng, sự chữa lành cho nhiều người. Chúa muốn thi thố quyền năng của Ngài để đem đến ơn phước cho nhiều người. Nhưng mà ở tại chỗ đó Chúa đã không thể làm những phép lạ lớn lao. Chúa chỉ có thể đặt tay trên vài người. Cái cách nói nó không lấy gì làm hào hứng lắm, chỉ có thể đặt tay trên vài người thôi, còn không thể làm những phép lạ lớn lao như là ở những chỗ khác, bởi vì người ta đã không thật sự tôn trọng lời của Ngài. Chúng ta hãy để ý chỗ này, tiên tri không được tôn trọng ở quê hương mình. Chúa Giêsu đã nói cái điều đó không phải là một sự cổ suý cho điều đó, đó không phải là lẽ thật, mà đó là cái việc chỉ ra cái thực trạng tồi tệ. Và chúng ta cần phải có một thái độ đúng đắn, chúng ta hãy trân trọng những gì mà Chúa ban cho chúng ta. Tôi thấy có một cái thực trạng như thế này, thường là các tín hữu chỉ thích lắng nghe những ông mục sư từ các hội thánh khác đến thôi. Ông mục sư ngay tại hội thánh mình
Nếu mà giảng dở, giảng trật lấp hay là giảng buồn ngủ thì cái chuyện đó mình không nói đi. Nhưng mà có những người họ giảng đúng, họ giảng tốt, họ giảng trong ơn của Chúa, họ giảng với tất cả sự hiểu biết, với kinh nghiệm sống, với tất cả tấm lòng của họ, thậm chí họ đổ các sinh mạng ra giảng. Nhưng mà đối với nhiều người nó không có nghĩa lý gì cả, mà dường như họ chỉ chờ đợi để nghe một các mục sư diễn giảng, hoặc một các mục sư diễn giả nào đó mà được thông báo là tháng sau sẽ tới, hay là 2 tháng, 3 tháng nữa sẽ tới thôi. Đó là một điều chúng ta cần phải xem lại. Mục sư không nói rằng chúng ta không khao khát lắng nghe diễn giả. Những ý mục sư muốn nói rằng có những cái điều mà Chúa đã ban cho chúng ta, chúng ta đang nắm trong tay, nhưng mà chúng ta không biết trân trọng, thì đó sẽ là một sai lầm. Ước ao rằng ngay trong hội thánh của chúng ta, anh chị em với một ông mục sư quản nhiệm thường xuyên xuất hiện mỗi tuần lễ, anh chị em vẫn sẽ mau nghe lời của Chúa từ ông mục sư đó. Amen con chị em. Và đương nhiên nếu mà có những diễn giả đầy ơn đến, anh chị em tiếp tục mau nghe, tiếp tục nghe lời của Chúa và áp dụng vào trong đời sống của mình, thì chúng ta nhất định sẽ được phước của Chúa. Và làm ơn đừng để cho tình trạng xảy ra giống như thời của Chúa Giêsu, đó là tiên tri không được tôn trọng nơi quê hương mình. Chúng ta hãy tôn trọng những người thi hành chức vụ ngay trong cái cộng đồng của chúng ta, ngay trong hội thánh địa phương của chúng ta, để rồi những người đó họ có thêm động lực để họ phục vụ một kết quả hơn nữa, và Chúa sử dụng cuộc đời của họ để đem phước hạnh tươi mới đến cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Amen con chị em. Amen. Amen. Mau nghe. Hãy sẵn sàng để lắng nghe lời Chúa luôn luôn. Đây là một điều không dễ dàng xảy ra cho đời sống thực tế của chúng ta, tại vì nó có quá nhiều sự ngăn trở. Tôi biết có những người về mặt ý thức, họ vẫn biết rằng mình cần phải lắng nghe lời Chúa, mình cần phải mau nghe lời của Chúa. Nhưng có một cái quyền lực vô hình nào đó ngăn trở họ. Tôi nói ví dụ, ở trong một cái buổi nhóm, khi chúng ta bắt đầu nghe lời Chúa thôi, thì có một số người bắt đầu há miệng là ngắt. Nếu đó là vì ngày hôm qua bạn đã làm việc rất nhiều từ sáng sớm, thậm chí cho tới khuya, và bạn thiếu ngủ một cách trầm trọng và bạn ngắt, thì chuyện đó nó là chuyện tự nhiên, không có gì đáng kể cả. Tuy nhiên ngay cả trong chuyện đó chúng ta vẫn có cách để khắc phục. Nhưng mà nếu cả ngày hôm qua chúng ta không có cái gì cực khổ, không lao động vất vả, mà chúng ta cũng không thức khuya, chúng ta đã ngủ không chỉ là đủ mà là ngủ dư luôn, thậm chí ai đó là đã ngủ nước, ngày hôm qua ngủ tới 12 giờ trưa mới dậy, rồi sau đó tối mới 9 giờ là bắt đầu lên giường ngủ rồi. Như vậy thì đi ngủ sớm và ngủ không hề thiếu, ngủ thậm chí là dư. Nhưng mà khi bước vào trong cái buổi nhóm mà mới vừa một sư mới vừa bước lên cái bục giảng, thấy mà ổng thôi là lòng à sao cái người bên cạnh lấy cái cục chó mà chị mục sư la vừa mới nói xong nhưng mình đã dạy cái lá ngáp nữa, thì chúng ta hãy cẩn thận, rất có thể có một cái linh buồn ngủ nó đang tác động đến chúng ta. Thưa anh chị em, có nhiều cái lý do khiến chúng ta ngáp, chúng ta buồn ngủ, nhưng mà một trong những lý do đó là cái quyền lực tối tăm mà chúng ta gọi là linh buồn ngủ, nó có thể tác động đến chúng ta và nó khiến cho chúng ta bị chi phối, nó khiến chúng ta bị ngăn trở, khiến chúng ta không thể được tự do để lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Thì trong trường hợp đó, anh chị em cần phải sử dụng lời công bố của mình trong danh Chúa Giêsu để bẻ gãy quyền lực đó, để chúng ta được tự do lắng nghe lời của Chúa, để chúng ta được tự do mau nghe lời của Chúa. Amen con chị em. Amen. Và nếu như là lý do chính đáng, chẳng hạn như mình đã làm việc quá vất vả ngày hôm qua, hoặc là mình đã thiếu ngủ, thì anh chị em vẫn có thể chiến đấu để chống lại nó mà. Nếu anh chị em thật sự ý thức rằng lời Chúa là quan trọng, đúng không anh chị em? Nếu anh chị em ý thức rằng tôi cần phải khao khát lời của Chúa, thì lúc đó chúng ta có thể đứng dậy, chúng ta đi tới đi lui, chúng ta đi ra, chúng ta rửa mặt, rồi chúng ta thậm chí có thể bẹo má, cắn môi gì đó. Thật ra có những lúc cần thiết tôi vẫn phải làm như vậy. Thật sự tôi nói với anh chị em, tôi thú thật với anh chị em này, có những cái buổi nhóm mà ở một cái nơi nào đó mà tôi nghe một cái ông mục sư ông giảng mà nó thật sự mà nói nó rất là nhàm chán, và cái tự nhiên là đôi khi chúng ta cảm thấy buồn ngủ, đó là một cái điều tự nhiên thôi. Nhưng mà ngay cả trong trường hợp đó tôi vẫn muốn tỉnh thức, và tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn tỉnh thức, mặc dù mục sư này giảng không có nửa buổi gì cả và dường như nó chẳng ăn nhập gì cả, nhưng mà con muốn bày tỏ sự tôn trọng đối với một người đang rao giảng lời của Chúa Trời. Amen không? Và con muốn làm gương cho mọi người, con muốn mọi tín hữu nhìn vào con và thấy rằng ông mục sư Thiên Ân không ngủ gật ở trong buổi nhóm, nhưng mà ông ấy rất tỉnh táo và lắng nghe từng lời một để tìm xem điều gì ích lợi từ nơi Chúa và tiếp nhận cuộc đời của mình. Amen không nhỉ? Và tôi làm tất cả mọi thứ như khi tôi công bố mà tôi thấy nó vẫn chưa tỉnh, thế là nhiều khi tôi cũng cắn môi nhiều khi mình lấy từng máu vô cái gì đó, mình nhéo cái tay mình hay mình mẹo má,
rồi hoặc là nếu mà đối đế nữa thì khi mình đứng dậy mình đi ra mình rửa mặt cho tỉnh táo rồi mình vô. Nói tóm lại là chúng ta hãy luôn có một tinh thần sẵn sàng để đón nhận những điều ích lợi từ lời của Đức Chúa Trời. Amen không chị em? Hãy mau nghe lời của Đức Chúa Trời. Hãy nói với người bên cạnh này, chúng ta hãy mau nghe lời của Đức Chúa Trời. Amen. Nói đây thì tôi nhớ cái chuyện ngày xưa tôi đã từng kể đó. Có một ông mục sư ở cái hội thánh đó mà ông giảng, lúc đó tôi với Hoài Ân đi đến một cái hội thánh. Mà mỗi lần ông giảng là chính vợ của ông rồi những cái người tín hữu trong hội thánh cứ ngủ gà ngủ gật. Và lúc bây giờ tôi còn nguyện với Chúa để tôi có một cái sự tỉnh thức. Và tôi rất là muốn nhận được những điều ích lợi từ lời của Chúa. Và Chúa thật sự là đã làm, Chúa hành động rất kỳ diệu lắm. Trong khi mọi người đang ngủ gà ngủ gật thì tôi không hiểu tại sao tôi có thể cảm động và tôi chảy nước mắt với những cái lời giảng đó. Thật ra nếu mà mình xem lại mấy cái video đó thì hình như không có cái gì để cảm động. Nhưng bởi vì một con người đang có lòng khao khát để đón nhận lời Chúa, cho nên dù cho có nhiều lời không cảm động, nhưng mà trong tất cả những lời đó, cái người khao khát vẫn tìm được những cái điều gì đó từ lời Chúa để lay động tấm lòng của mình. Amen con chị em. Đó là một người mau nghe lời của Chúa, và người đó sẽ nhận được những ích lợi cuộc đời của mình. Amen. Và một sự cứ tập như thế là một cái thói quen. Anh dễ để ý đi, luôn luôn ở trong mọi buổi nhóm của Thầy Thánh, từ thì giờ đầu cho tới thì giờ cuối, khi có ai đó nói lời của Chúa, một sự luôn cẩn thận lắng nghe. Người hướng dẫn ngợi khen thờ phượng đứng trên này nói cái gì, từng lời một nói cái gì, hát cái gì, một sự lắng nghe trong sự không hiểu. Và cái gì đáng để amen là một sự luôn amen lớn tiếng. Nhắc lại một lần nữa, cái ý nghĩa của việc amen lớn tiếng đúng chỗ là gì? Mình đang muốn thưa với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn tiếp nhận điều này cho cuộc đời của con, cho chính cuộc đời của con. Amen con chị em. Thứ hai nữa, mình đang muốn nói với cái người đang thi hành chức vụ rằng tôi ủng hộ bạn, bạn đã làm một điều đúng, bạn đáng được khích lệ, và hãy mạnh mẽ hơn nữa trong đức tin để làm cái công việc mà Chúa giao phó. Amen con chị em. Và điều thứ ba là để mình truyền cái ngọn lửa mạnh mẽ nhiệt huyết đến cho cả hội chúng, để là mọi người làm theo. Nếu mà mục sư mà yếu xìu thì chắc mục sư không bao giờ muốn đứng đầu, mục sư sẽ đi xuống dưới cuối. Tại vì nếu mọi người nhìn thấy mục sư ở trên đầu mà mọi người thấy không, mục sư gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa thì chắc quyền tám dưới ngủ hết đúng không, chẳng ai có tinh thần thờ phượng hết. Nếu mà mục sư biết mình vậy thì chắc tốt hơn hết, mình nên lùi tuốt ở dưới cái bức màn kia mình đứng để không ảnh hưởng đến ai. Nhưng bởi vì mục sư biết rằng mình đang hết lòng để thờ phượng Chúa, mà mình biết rằng những cái gì mình thể hiện nó sẽ đem lại một cái sự mạnh mẽ cho những người nhìn thấy họ được khích lệ để làm giống như mình, để rồi Chúa sẽ đẹp lòng về sự thờ phượng của cả một tập thể. Amen con chị em. À cảm ơn Chúa. Rồi anh chị em thấy từng lời cầu nguyện của anh chị em, từ những lời cầu nguyện của những người trong buổi sáng Chủ nhật cho đến những lời cầu nguyện của những người trong buổi tối thứ sáu, từ những người mà cầu nguyện rất là trôi chảy cho đến những người cầu nguyện rất là ngắt ngứ, rất là ngại ngùng, từ những lời cầu nguyện đầy ơn cho đến những lời cầu nguyện mà không được đầy ơn, còn khô khan và đôi khi nó còn nhạt, thì mục sư đều lắng nghe một cách cẩn thận để tìm ra trong đó cái điều gì thật sự đúng đắn ích lợi để mục sư ăn nghe theo cái ý nghĩa mục sư nói hồi nãy tới giờ. Như vậy thì chúng ta cần phải mau nghe lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng mau nghe những cái lời đúng đắn, những cái gì mà ai đó phát ngôn mà nó mang tính cách đúng đắn, nó mang tính cách ích lợi, nó mang tính cách phù hợp với lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng mau nghe đối với những con người đó được. Amen con chị em. Nhưng mà đừng có mau nghe đối với những người tiêu cực nha anh chị em nhớ, đừng mau nghe đối với những người tiêu cực. Đây là một thực trạng tôi thấy hầu hết chúng ta rất khó để mau nghe đối với những điều tích cực, có phải vậy không? Nhưng mà chúng ta lại cực kỳ mau nghe đối với những điều tiêu cực, có phải vậy không? Chúng ta nghe phong phanh ba cái chuyện xấu của ai đó là chúng ta nghe mà giống như ăn như nuốt. Ở trong Châm Ngôn có một cái câu là mấy cái lời mà nói xấu á, mà cái người mà họ tiếp nhận nó giống như là rất là đã, nó đi khó thì trong ruột của họ ấy, họ cảm thấy sướng lắm. Và đó là cái điều mà nó phản ánh cái thực trạng của con người tội lỗi chúng ta. Chúng ta thường có những cái khuynh hướng không tốt đẹp, cho nên chúng ta cần phải cậy ơn Chúa để chúng ta có thể loại bỏ những khuynh hướng không tốt đẹp đó ra khỏi chúng ta. Từ nay hãy tập, đây là điều thật sự phải tập, chứ không phải là một sớm một chiều chúng ta có được. Một sự đã tập trong nhiều năm tháng để trở thành một phản xạ cho đến ngày hôm nay. Bất cứ ai trong buổi nhóm khi họ mở miệng ra, họ nói bất cứ một điều gì liên quan đến Chúa, dù hay dù dở, dù như thế nào đi nữa, một sự lắng nghe kỹ để làm gì? Đúng thì mình tiếp thu, mình khích lệ mọi người làm theo. Nhưng nếu sai thì mình có cơ hội để mình giúp cho tín đồ của mình điều chỉnh lại tư tưởng cho đúng. Cho nên cái thái độ nghe đúng đắn đó nó sẽ giúp ích cho chúng ta và cho những người xung quanh chúng ta. Amen con chị em. Amen. Hãy mau nghe.
hãy mau nghe. Và đặc biệt trong những cái tình huống mà có xung đột, mọi người nghe đây, trong những tình huống mà có xung đột thật là tồi tệ, nếu như ai đó có cái bản tánh nóng nảy, có cái bản tánh ích kỷ mà nhất định không để cho cái người kia có cơ hội để giải thích tường tận với cái câu chuyện để làm cho mối quan hệ của mình được tốt trở lại. Có nhiều người kỳ lắm. Đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe. Chúng ta luôn luôn chặn đứng người khác lại, trong khi chúng ta nói thì chúng ta luôn luôn muốn người khác cho chúng ta cơ hội để giải thích, nhưng mà người khác thì chúng ta không cho cái cơ hội để mà chúng ta chỉ muốn nói mà chúng ta không muốn nghe. Và điều đó làm cho cái mối quan hệ nó không những không được cải thiện mà nó còn trở nên tồi tệ hơn. Nên chị em, chúng ta hãy thay đổi cái điều đó một cách sâu sắc ở trong đời sống của chúng ta. Từ nay, nếu ai là cái người mà thường hay chặn đứng, thường hay cướp mất cái cơ hội được giải trình của người khác, thì từ nay chúng ta hãy có một cái sự thay đổi thực tế bằng cách là chúng ta hãy cho người khác có cơ hội được giải trình, được giải bày cái tấm lòng của họ, để từ đó chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn, để từ đó chúng ta có thể cùng nhau tìm ra cái giải pháp để giải quyết những xung đột ở trong đời sống của chúng ta. Amen. Con chị, đặc biệt trong hôn nhân gia đình, trong các mối quan hệ vợ chồng hay có cái chuyện này lắm. Và lâu dần thì người ta gọi là gì anh chị biết không? Chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh đến một mức độ mà người ta không còn cãi vã to tiếng với nhau nữa, không còn cãi vã to tiếng với nhau nữa, người ta cứ im lặng một cách đáng sợ. Sự im lặng rất là đáng sợ, và mỗi người cứ sống trong cái thế giới riêng của mình, và từ đó có những cái kẽ hở mà ma quỷ nó cám dỗ, nó tấn công và nó đẩy chúng ta vào những cái tội lỗi. Và một trong những cái tội lỗi mà sẽ mau chóng đến nếu như cứ giữ mãi cái tình trạng chiến tranh lạnh, đố anh chị em là tội gì trong hôn nhân gia đình? Tội ngoại tình. Nếu mà cứ kéo dài mãi cái tình trạng chiến tranh lạnh thì sẽ đến một lúc mà ai đó không kính sợ Chúa trong hôn nhân gia đình đó sẽ bắt đầu rơi vào trong tình trạng ngoại tình. Ở nhà là như băng, không muốn nói gì hết, không quan tâm, không nói lắm, giống bức tượng vậy đó, hoàn toàn vô cảm. Nhưng mà bước ra đường cái gặp em này em nọ anh kia, anh này anh nọ anh kia, thôi cái miệng liến thoáng, nói chuyện hoạt bát, vui vẻ, cười ha hả hô hố. Ở trong nhà thì thôi, nó lạnh như băng. Mong rằng không có một gia đình nào ở trong hội thánh này rơi vào tình trạng như vậy. Và nếu mà đã rơi vào tình trạng như vậy thì nên gặp một sư để một sư tư vấn và một sư có hướng để giúp đỡ anh chị em thoát khỏi cái tình trạng tồi tệ đó. Mong nghe, chậm nói. Đức Chúa Trời tạo ra mấy lỗ tai và mấy cái miệng. Tại sao ngài không tạo ra hai cái miệng và một cái lỗ tai? Ngài biết rằng với cái bản chất con người ấy, thì họ thường hay nói những cái lời tiêu cực nhiều hơn. Họ thường hay nói những cái lời tiêu cực nhiều hơn, và đồng thời họ thường hay ít có nghe những cái lời tích cực. Cho nên là Chúa tạo ra hai cái lỗ tai với cái lời dạy dỗ như thế này để khuyến khích mọi người rằng hãy sử dụng không chỉ là một cái lỗ tai mà hai cái lỗ tai để nghe cho thật nhiều lời tích cực đến từ nơi Chúa, để đời sống mình được gây dựng. Và đồng thời Chúa có một sự nhắc nhở rằng hãy giảm những cái lời tiêu cực càng nhiều càng tốt, bởi vì ta chỉ ban cho con một cái miệng, ta không ủng hộ con nói những lời tiêu cực. Cho nên con hãy giảm nói những lời tiêu cực càng nhiều càng tốt, và thay vào đó là những lời tích cực. Amen con chị em. Amen. Và khi một người mà đã không chịu mau nghe theo cách mà chúng ta lý giải từ nãy tới giờ, người đó có cái tánh cố chấp và đặc biệt là cái tánh nóng nảy, thì thứ nhất là không muốn để cho đối phương có cơ hội để nói cái gì, giải thích cái gì với mình cả. Và thứ hai nữa, người đó sẽ có khuynh hướng nói thật nhiều những cái lời tiêu cực, đúng không? Mỗi lần mà có va chạm xung đột gì đó giữa vợ chồng hay là giữa các anh chị em trong gia đình hay là các mối quan hệ, thì thường chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta muốn nói cho nó đã, cái nư chúng ta nói cho nó đã, nói cho bỏ ghét, nói cho nó đã, nói cho hả giận, vân vân đủ thứ. Và thường những lúc đó chúng ta nói chuẩn không? Chuẩn không? Thường là chúng ta nói tầm bậy tầm bạ, đúng không? Nói xong nếu mà lúc đó mà có ghi âm lại và chúng ta nghe lại thì chắc là chúng ta cảm thấy xấu hổ, chúng ta cảm thấy ân hận, và chúng ta nói là giá như lúc đó tôi không có nói cái điều đó, đúng không anh chị em? Chúa nói là mau nghe, chậm nói,
Một lần nữa tôi nhắc lại, Chúa tạo ra hai cái lỗ tai để khuyến khích chúng ta hãy nghe càng nhiều những lời tích cực, những lời gây dựng đến từ Chúa càng tốt. Amen con chị em. Và chỉ tạo ra một cái miệng với một sự cảnh báo rằng con ơi, bớt nói những lời tiêu cực lại và tiếp tục bớt nữa cho tới khi mà triệt tiêu hoàn toàn những cái lời tiêu cực, để rồi một ngày nọ môi miệng của con thật sự là một môi miệng được thánh hóa và chỉ nói những cái lời cao trọng, những lời đáng tôn, những lời đáng yêu chuộng. Amen con chị em. Những lời để có thể ngợi khen chúc tụng Đức Chúa Trời và những lời đem lại cái sự gây dựng, khích lệ, những ích lợi cho đời sống của những người nghe. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Khi mà chúng ta cố chấp, chúng ta không chịu lắng nghe những điều đúng và đồng thời chúng ta nói quá nhiều cho thỏa cái tôi của mình, thì điều đó càng kích thích thêm cái sự giận dữ ở trong chúng ta. Càng nói những cái lời tiêu cực thì chúng ta sẽ thấy chúng ta rất dễ bị kích thích cái sự giận dữ. Cho nên có những lúc có những người mà họ cứ tu họ nói thì đôi khi mình không có nói cái gì được nhiều với họ, đôi khi mình đến mình bổ ban đó dừng lại đừng nói nữa. Sao mình cầu nguyện cho, tại vì mình biết nếu họ tiếp tục nói nữa là có chuyện gì. Có nhiều người á, không biết anh chị em đã nghe những người mà nói thế này, khi có xung đột xảy ra họ mở miệng ra họ nói tôi là quỷ nè, nghe chưa, có ai nghe chưa? Tôi là quỷ nè, không ai nói họ là quỷ, tự nhiên không biết cái điều gì đó tối tăm nó xui dục họ, tôi là quỷ nè, rồi họ nói đủ thứ, rồi bắt đầu thậm chí họ rủa xả cuộc đời của chính họ nữa, họ nói những cái điều mình toàn chống lại cuộc đời của họ. Và khi tôi nghe những điều đó tôi thấy, tôi cảm nhận được rất rõ ràng có một cái sự vận hành của thế giới tối tăm, và nếu như họ không dừng lại cái việc nói những cái lời tiêu cực bậy bạ đó thì tôi e rằng sẽ có chuyện gì rất tồi tệ xảy ra. Và họ càng nói thì dường như cái sự tức giận ở trong họ bị kích động, kích động, và rồi họ mất kiểm soát, có thể họ sẽ đập đồ, họ sẽ tấn công chúng ta, hoặc là họ tấn công ai đó, hoặc là họ sẽ làm một cái điều ngu dại gì đó. Nên chúng ta cần phải nhớ lời của Đức Chúa Trời, nhắc đi nhắc lại ở trong tâm trí, trong lòng của mình, và thậm chí nói ra miệng, để lời của Chúa được ghi sâu ở trong tâm khảm của chúng ta và chúng ta không quên. Mau nghe, chậm nói, chậm giận, ba cái mức độ đó Đức Chúa Trời rất là cẩn thận. Chúa muốn chúng ta thắng ngay từ vòng đầu, ngay từ cái vòng nghe Chúa muốn chúng ta làm đúng, chúng ta thắng. Nhưng mà Chúa cũng biết là sẽ có những người không thắng được ở vòng đầu, và rồi họ lại tiếp tục đi đến cái chỗ thất bại. Họ tiến đến cái chỗ thất bại thứ hai là họ chuẩn bị, họ nói là bệnh. Chúa muốn nhắc nhở họ để ngăn chặn, để họ không bị thất bại ở vòng 2. Nhưng mà rồi vẫn có những người thất bại luôn ở vòng 2. Và Chúa cốt để ngăn chặn họ ở cái vòng 3. Có những người vỡ trận, rồi cũng nghe là vỡ trận rồi, tới cũng nói vỡ trận luôn rồi. Và Chúa muốn chặn họ lại để họ không rơi vào sự giận dữ. Bởi vì Chúa biết rằng sự giận dữ nó cực kỳ nguy hại. Mới ngày hôm qua tôi trong lúc ăn cơm thì xem cái chương trình mà người ta mô tả về những cái vụ án, những vụ án có thật ngay trong đất nước của chúng ta, thì ở trong đó có tới mấy vụ án mà nó có liên quan đến bài giảng hôm nay. Hai người nam 16 tuổi, có nghĩa là hai thiếu niên, đã quăng một thiếu nữ cũng 15-16 tuổi từ trên lầu xuống đất và chết tươi. Tại sao họ làm như vậy? Họ đã hành động trong sự giận dữ. Tại vì một trong hai người nam đó đã cặp bồ với người nữ này, còn 15-16 tuổi rồi, tức là thiếu niên đó, còn rất là trẻ, rất là nông nổi, yêu nhau gì đó, rồi cuối cùng ghen tuông. Rồi cái anh này anh mới bắt bẻ, thì cái cô đó cũng mới nói chuyện sẵn sớm, thậm chí thách thức. Anh này điên lên, anh nổi điên lên. Và lúc đó cái người mà chứng kiến là người bạn của cái cậu thiếu niên này cũng điên lên, cũng tức thay cho bạn của mình. Và thế là hai đứa hội ý đã tức tắc. Sau đó hai đứa cùng túm lấy cái đứa con gái này và ném xuống dưới, và nó chết tươi. Rồi sau đó nói là nó tự tử. Nhưng mà khi người ta khám nghiệm tử thi, người ta nói cái này không phải tự tử, và rõ ràng là có sự xô xát, và rõ ràng đây là một vụ giết người. Và cuối cùng đem ra tòa xử, thì một sự nhớ không lầm là cái người gọi là chính ở trong đó, gọi là cái người chủ mưu á, là bạn trai á, người bạn trai 16 tuổi á, thì bị xử 9 năm, còn cái người đồng phạm thì bị xử 8 năm. Đáng lẽ là cũng mức án cao hơn, nhưng bởi vì là tuổi thiếu niên
cho nên người ta xem xét lại, cho nên là nó không có nặng giống như một cái người mà đã đủ từ 18 tuổi trở lên. Thì mình thấy rất là thương tâm. Tại sao? Cái sự giận dữ rất là nguy hiểm. Khi một người mở cửa trong sự giận dữ thì hầu như người đó có thể làm bất cứ điều ác nào. Đó là lý do vì sao mà Chúa Giêsu nói rằng không có cần phải đợi đến lúc giết người, chỉ cần chúng ta giận anh em mình thôi thì đã bị tòa án xử đó hết rồi. Và nhiều người thắc mắc là ủa tại sao tôi chỉ giận thôi mà lại xử giống như một kẻ giết người? Tại sao? Tại vì cái sự giết người đó nó hoàn toàn có thể đến từ sự giận dữ của chúng ta. Có phải là khi chúng ta giận một người nào đó chúng ta cảm thấy người đó rất là đáng ghét không? Phải không? Nếu mà giận ở mức độ nhỏ nhỏ thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà nếu chúng ta giận ở mức độ mà không còn kiểm soát được nữa thì hầu hết chúng ta coi cái người kia giống như một kẻ thù. Kể cả vợ chồng đối với nhau cũng vậy. Đúng không? Chúng ta sẽ coi người kia như là kẻ thù. Đó là lý do vì sao mà tôi nhớ ngày xưa có mấy vị mục sư trong nhà thờ hay nói vui thế này. Chú dạy là hãy tha thứ cho kẻ thù ngươi và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ ngươi. Thì mấy mục sư đó nói vui, nói chứ cái này là Chúa đang dạy trong hôn nhân gia đình á. Mới bắt đầu cưới nhau về thì mà hãy yêu mến người lân cận của mình. Nhưng mà sau thời gian thì xung đột, hai vợ chồng xung đột và bắt đầu trở nên căm ghét nhau, trở nên nghịch thù nhau. Cho nên Chúa dạy là hãy yêu kẻ thù nghịch và tha thứ và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Thì tôi nghĩ cái đó nó vui thôi. Thì đương nhiên rất có thể có những cặp vợ chồng rơi vào trong cái tình huống như vậy. Nhưng ở đây là Chúa đang dạy chúng ta phải rất là cẩn thận với sự giận dữ. Sự giận dữ nó bùng lên, nó làm cho một đứa con có thể đốt nhà cha mẹ của mình và thậm chí muốn cha mẹ của mình chết ở trong cái vụ hỏa hoạn đó. Sự giận dữ nó bùng lên khiến cho những người trước đây yêu nhau thậm chí cách vài phút còn nói những lời yêu nhau tha thiết, mà sau đó khi có những cái chuyện gì đó xảy ra thì sẵn sàng có thể giết chết nhau một cách dã man. Thật là nguy cơ. Và những cái câu chuyện về chồng giết vợ, vợ giết chồng, rồi thậm chí là những anh chị em ở trong gia đình giết nhau đầy hết. Và tôi thấy hầu hết những cái trường hợp đó đều xuất phát từ việc có ai đó đã để cho mình bị kích động và trở nên rất giận dữ và không kiểm soát được. Và cuối cùng họ đã cướp lấy sinh mạng của người khác. Và hầu hết những trường hợp đó họ cực kỳ ân hận nhưng mà đã quá muộn rồi. Hậu quả là họ mất đi, đôi khi là mất đi người thân rất thân yêu của mình. Và rồi họ rơi vào trong tình trạng tù tội, có những người thậm chí bị kết án tử hình. Sự giận dữ rất là nguy hiểm thưa anh chị em. Và một lần nữa chúng ta nhớ đến những cái trường hợp mà Kinh Thánh nói đến ở trong vấn đề giận dữ này. Cain đã giận dữ và giết chết Abel. Và cái chuyện đó thì nó quá quen. Nhưng mà có một cái chuyện về cái sự giận dữ, nó liên quan đến Môi-se. Và vì cái sự giận dữ đó mà Môi-se đã không được vào đất hứa Canaan. Anh chị có biết câu chuyện không? Có một lần mà dân sự của Chúa đã làm cho Môi-se rất là thất vọng. Ông rất là giận dữ, ông mất kiểm soát và ông đã không hành động theo cách Đức Chúa Trời mong muốn. Ông đã đập cái cây gậy trong sự giận dữ. Cuối cùng nước cũng phun ra, chứ không phải là ông phun ra, nhưng mà ông đã nhận một cái hình phạt của Chúa. Mà Chúa đã nói trước, con sẽ không được vào đất hứa. Và ông đã phải chết ở bên này đất hứa, không được vào đất hứa. Anh chị thấy, kể cả một người như Môi-se, một người mà Kinh Thánh nói rằng có sự khiêm hòa nhất ở trong thế gian, nhưng mà trong một lúc không cẩn thận đã để cho cái sự giận dữ nó bùng lên và đã hành động theo cách mà Đức Chúa Trời không đẹp lòng. Và rồi ông đã nhận lấy hình phạt. Chúng ta thấy Chúa rất là nghiêm khắc, đặc biệt đối với tôi tớ của Chúa. Nên đừng có ai mà lo thay cho Chúa. Đối với tôi tớ của Chúa là Chúa có những cái biện pháp kỷ luật rất là nghiêm khắc. Không phải là chúng ta đứng vào cái chỗ làm quan tòa đó, chúng ta đừng bao giờ dạy đụng đến. Cho nên đó là lý do vì sao mà David không bao giờ đụng đến Saul. Anh chị nhớ hết lần này tới lần khác có những người họ xúi dục, họ khuyên này nọ, họ nói là hãy xử đi, có cơ hội quá đẹp luôn mà. Nhưng mà David hết lần này tới lần khác nhất định không đụng đến Saul, vì ông biết rằng cái phần đó là của Chúa. Chúa là quan án công chính, Chúa sẽ xử cái ông sếp của mình chứ không phải là mình. Và mình chỉ cần sống đúng trước mặt Chúa thôi, Chúa ban phước cho cuộc đời mình, Chúa cắt ngang mình. Amen con chị em. Hãy cẩn thận với cơn giận của anh chị em. Và Kinh Thánh đã nói
ở trong thư Gia Cơ chương 1, trong cái phần chúng ta đọc hồi nãy như thế này: mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Anh chị nghe cho kỹ. Vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta rất dễ biện minh cho cơn giận của mình, và thậm chí có nhiều người đã lạm dụng điều này. Mỗi lần họ giận, họ nói rằng đó là cơn giận công chính. Tôi không có bác bỏ cái việc rằng thỉnh thoảng có ai đó sẽ có một cơn giận công chính, nhưng mà tôi tin như thế này: nếu đó là cơn giận công chính thì đó chính là Đức Chúa Trời đang nổi giận qua người đó. Còn nếu đó chỉ là cái xác thịt, chỉ là riêng con người đó nổi giận thôi mà không có cái sự tác động của Đức Chúa Trời, thì tôi nói rằng đó không phải là một cơn giận công chính, đó là cái xác thịt của chúng ta. Rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Các anh chị em, kể cả có những người giận vì những lý do chính đáng được nêu ra, nhưng mà chúng ta hãy cẩn thận ngay tại chỗ này. Nếu mà chúng ta không đủ trưởng thành thì chúng ta rất dễ bị lừa dối, bởi vì chúng ta cho rằng tôi có một lý do chính đáng để tôi giận, và rồi chúng ta cứ thả cái cơn giận đó nó tự do phát triển. Lý do thì có vẻ chính đáng, nhưng mà rồi cái cách giận, cái cách biểu hiện chúng ta ở trong cơn giận và sau cơn giận đó thì nó là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Anh chị em có bao giờ phạm tội như vậy chứ? Bản thân của tôi cũng thú nhận có những lần tôi đã phạm tội. Lý do thì chính đáng, nhưng mình đã không cẩn thận, mình đã nuông chiều bản thân mình đã cho phép mình dễ dàng để nổi giận trong những trường hợp đó, rồi mình cho rằng tôi có lý do chính đáng để nổi giận, và tôi cảm giác về sự ô uế ở trong tôi. Anh chị em hãy đọc tiếp những lời này: vậy hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn. Hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn. Khi nói đến mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn thì thường chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến những cái chuyện giết người, cướp của, những cái chuyện hãm hiếp, những cái chuyện động trời gì đó. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta thật sự hiểu, thật sự biết rằng cái sự cay đắng, cái sự giận dữ mà nó không đến từ Đức Chúa Trời đó đang ở trong chúng ta đó, nó làm cho chúng ta bị ô uế. Khi chúng ta cay đắng ai đó mà không tha thứ, chúng ta sẽ có một cảm giác ô uế. Khi chúng ta đang giận ai đó mà chúng ta không tha thứ, chúng ta sẽ có một cảm giác ô uế, và chính cảm giác đó làm cho chúng ta không thể cầu nguyện với Chúa Trời. Chính cái sự ô uế đó đã ngăn trở chúng ta, khiến chúng ta không thể nào cầu nguyện với Đức Chúa Trời như chúng ta vẫn thường làm. Hãy để ý xem, mỗi lần mà vợ chồng cãi nhau mà không chịu làm hòa với nhau, cầu nguyện được không? Tôi đố anh chị em cầu nguyện được. Nếu anh chị em cầu nguyện được thì tôi bái phục anh chị em tài quá, chỉ tôi cách đi. Tôi nói thật với anh chị em, nếu mà tôi với vợ tôi có chuyện gì mà tôi không chủ động để làm hòa, tôi không có thể nào mà cầu nguyện như bình thường. Ngoài cái lời cầu nguyện là Chú ơi giúp con hay gì đó ra, tôi không thể cầu nguyện cái gì đó nữa. Nói cái lời chú chung là Chú ơi giúp con, Chú ơi cứu con gì đó, thì không thể là nói cái gì sâu hơn được nữa. Cái mối tương giao nó đã bị gián đoạn, nó bị ngăn trở liền tức khắc. Cho nên tôi đã học được cái nguyên tắc này: khi có xung đột xảy ra giữa hai vợ chồng, dù là mình đúng hay mình sai, thì hãy luôn chủ động để nói chuyện với vợ mình một cách nghiêm túc và làm hòa. Nếu như mình sai, mình sẽ ăn năn với Chúa và mình xin lỗi vợ của mình. Còn nếu như là vợ mình sai, mình sẵn sàng tha thứ cho vợ mình, kể cả vợ mình chưa xin lỗi mình. Đó là nguyên tắc mà tôi học được, và đó là cách mà tôi có thể thoát khỏi sự vô uế, và đó là cách mà tôi có thể luôn tương giao với Chúa. Điều đó rất là quan trọng. Hầu hết chúng ta đã bị lừa dối quá lâu. Tôi không biết bằng cách nào mà cái tư tưởng tồi tệ này đã đi vào trong đầu óc và trong lòng của chúng ta, đó là khi có xung đột xảy ra thì chừng nào mà cái người kia phải xin lỗi mình, hoặc là có một cái biểu hiện thay đổi gì đó, cái biểu hiện gì làm cho mình vui lòng, thì lúc đó mình mới tha cho người đó, mình mới tha thứ cho người đó, mình mới sẵn sàng bước tới để mà có những cái động thái phục hòa với người đó. Đó không phải là sự dạy dỗ của Chúa. Trong thực tế, nếu như điều đó là đúng thì tôi nói với anh chị em rằng Satan nó sẽ hành động, nó cứ hành động, và rồi cuối cùng chúng ta thấy chẳng bao giờ có một người nào mà họ thay đổi hay là họ xin lỗi mình đâu. Và không lẽ vì họ không xin lỗi mình, không lẽ vì họ không thay đổi mà mình cứ sống hậm hực suốt cuộc đời này sao? Không lẽ vì họ không chịu thay đổi, không lẽ vì họ không xin lỗi mình mà mình tối ngày cảm thấy ngột ngạt trong đời sống mình, chỉ vì mình cứ giữ mãi cái sự ô uế trong lòng mình, cái sự không tha thứ, sự cay đắng, sự tức giận sao? Thưa anh chị em, hãy loại bỏ
tất cả những sự ô uế và gian ác ra khỏi đời sống chúng ta, và có những cái sự ô uế và gian ác nó bé bé xinh xinh, nó tưởng chừng như là cái phần gì đó không thể thiếu trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng anh chị em ơi, hãy đọc lời của Chúa để hiểu lời của Chúa và hiểu rằng những cái thứ đó, những cái tư tưởng, những cái ý niệm đó trong chúng ta mà nó đã du nhập bằng con đường nào đó là những điều sai lệch mà chúng ta đã có bấy lâu nay, và hãy nhân danh Chúa Giêsu Christ để loại bỏ hết ra khỏi đời sống của chúng ta. Hãy để cho tâm trí chúng ta được một lượt bởi lời của Chúa. Amen. Amen. Đó là lý do vì sao Chúa muốn chúng ta mau nghe. Hãy mau nghe, hãy mềm mại để nghe lời của Chúa. Một số người trong chúng ta thật sự biết mình có cái này, là khi ai đó nói lời Chúa thường dường như có một cái sự chống đối, ngay lập tức có một cái gì đó nó đẩy chúng ta vào cái tình thế chống đối lại lời của Chúa. Chúng ta chưa gặp biết đúng hay sai. Một số người trong chúng ta ngay trong căn phòng này, đó là quyền lực của sự tối tăm, đó là cái tôi băng hoại của chúng ta. Chúng ta phải căm ghét nó. Có ai đó cần phải gầm lên, tao căm ghét mày trong danh Chúa Giêsu Christ. Những cái linh chống đối lời của Chúa Trời, những cái linh phản kháng lời của Đức Chúa Trời, những cái cảm giác tồi tệ chống đối ở trong ta phải tan biến hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu Christ. Ta công bố rằng ta nhất định sẽ thuận phục Chúa, thuận phục lời của Ngài. Amen. Con chuyện có ai đó khi cần thiết phải gầm lên như vậy. Anh chị em đừng có công bố theo kiểu mấy con mèo 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 hoài mà quỷ thấy sợ. Tôi đã nhắc đi nhắc lại về sự công bố trong đức tin trong danh Chúa Giêsu Christ không biết bao nhiêu ngàn lần trong chức vụ của tôi. Nhưng một trong những điều khiến tôi đôi khi cảm thấy thất vọng là con số những người thật sự áp dụng nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng ta thường rất hung hãn với những người xung quanh, chúng ta hung hãn với vợ mình, chồng mình, hung hãn với cha mẹ, với con cái, với anh chị em, với người này người nọ, chúng ta hung hãn với hàng xóm, với đồng nghiệp vân vân. Nhưng mà chúng ta lại trở nên rất là mềm mại với Satan. Chúng ta lại rất mềm mại với cái tôi của mình. Có hai thứ mà tôi căm ghét nhất trong cuộc đời này. Thứ nhất là Satan, thứ hai là cái tôi của tôi. Cả hai đều là kẻ thù. Một kẻ thì tấn công từ bên ngoài, một kẻ là nội gián. Chúng nó liên kết lại với nhau để chống lại cuộc đời của tôi mà không để cho tôi có cơ hội để tiến lên trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi căm ghét chúng nó. Mỗi lần tôi phát hiện ra chúng nó, tôi nghe mùi của chúng nó, tôi thấp thoáng thấy chúng nó từ đằng xa, tôi gầm lên như một con sư tử trong danh Chúa Giêsu Christ. Bọn mày phải cút khỏi ta, ta làm nát bọn mày trong danh Chúa Giêsu Christ. Ở cái tôi băng hoại của ta, hơi sát tay của lũ quỷ khốn kiếp, cút khỏi ta trong danh Chúa Giêsu Christ. Và những lúc tôi quơ tay vào trong không khí và tôi chỉ cho như vậy, giống như kiểu là tôi đang mường tượng chúng nó giống như những con người mà bằng sư bằng thịt đang ở trước mặt tôi. Thật sự như vậy, vì tôi ý thức về cái sự hiện hữu của những thứ đó một cách rất rõ ràng. Nếu chúng ta không ý thức về sự hiện hữu của những thứ tồi tệ đó thì chúng ta cứ tàn, chúng ta không có một cái thái độ nghiêm túc trong đời sống, chúng ta không chịu xây dựng một hệ thống phòng thủ, và chúng ta tối ngày cứ mở cửa ra cho ma quỷ, cứ mở cửa ra cho ma quỷ. Ma quỷ thì lúc nào chẳng tấn công. Có nhiều người nói giống như kiểu là cả thế giới này chẳng ai bị tấn công, chỉ có một mình họ mới bị tấn công thôi. Không, bất cứ một người nào thật sự tin kính Chúa, bước đi trên đường lối của Chúa thì người đó sẽ luôn bị tấn công. Ma quỷ sẽ tìm cách tấn công họ hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác. Có những người đang yêu mến Chúa, đang khao khát Chúa, đang tiến triển tốt, ma quỷ sẽ tìm cách để tấn công anh chị em, tìm cách để lừa dối anh chị em bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn. Nó sẽ tung ra tất cả mọi điều tồi tệ với mục đích để ngăn cản anh chị em trong mối quan hệ với Chúa. Nó không muốn anh chị em đến với Chúa, nó không muốn anh chị em đến với hội thánh thật của Chúa, nó không muốn anh chị em cùng thờ phượng Chúa với những anh chị em cùng đức tin, nó không muốn anh chị em được thăng tiến trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên nó dùng đủ mọi cách hết. Có đôi khi chỉ vì một lời nói của ai đó, chúng ta buồn, chúng ta giận, rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Chúng ta nản lòng, chúng ta bỏ cuộc, chúng ta cảm thấy không còn ngọt ngào trong mối quan hệ với Chúa nữa, chúng ta không còn hứng thú để đi đến hội thánh nữa. Đó là sự đường lối của ma quỷ. Tôi nói cho anh chị nghe điều này, trong cuộc sống của chúng ta không thể nào tránh khỏi cái việc đôi khi chúng ta nghe một cái câu nói nào đó của ai mà làm cho chúng ta buồn lòng, không thể tránh khỏi. Chúng ta phải sống thực tế đủ đi anh chị em. Nhiều người cứ sống ở trên mây, chúng ta cứ giống như là những người sống ở trong những chuyện tình Hollywood vậy hết.
Tôi nói vui vợ tôi là ở trong cái chuyện tình Hollywood hình như không có chuyện đi toilet. Nó vui mà thật. Không thấy chuyện tả sữa này nó hết. Ừ, không thấy. Thấy toàn là bóng hồng rồi. Thấy chửi trên ngựa bạch rồi bắt đầu phóng lên thảo nguyên ở miền Đông Côn nước Anh vào thế kỷ 18, rồi ở trên trời mây nó bay lãng đãng, rồi chim hót véo von, rồi trăm hoa đua nở khoe sắc, rồi mấy cái người mà cái coi phim mà cái Hollywood riết sống đâu trên mây á. À, tôi muốn giúp anh chị mà các kéo anh chị em xuống dưới đất lại, làm ơn xuống lại giùm tôi nhé, chúng ta đang sống trên đất. Chúng ta cần phải chấp nhận sự thật rằng mỗi một ngày trôi qua, chúng ta hoàn toàn có thể nghe một cái câu nói nào đó mà khiến chúng ta buồn lòng, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể chứng kiến một cái hành động nào đó của ai đó nhằm vào chúng ta mà khiến chúng ta buồn lòng, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể bị thiệt hại bởi ai đó, đúng không? Nhưng mà không lẽ vì mỗi lần cái người ta nói cái gì đó mà không tốt đẹp, tức là chúng ta phải buồn xuống, rồi cái là chúng ta chán nản, rồi bắt đầu hoặc là nổi giận lên, rồi bắt đầu chúng ta cảm thấy ngột ngạt, rồi sau đó bị bệnh. Tại mấy người mà cứ giữ mãi cái sự buồn giận cay đắng thì rất dễ bị bệnh, đúng không? Nếu chưa bị bệnh thì sẽ bị bệnh, mà nếu đang bệnh thì sẽ khó lành, đúng không? Bệnh sẽ càng trầm trọng hơn. Còn không lẽ mỗi lần ai nó làm gì trái tay gai mắt cái mình về mình cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, rồi cái mình bắt đầu mình bực bội, mình gây lộn với vợ chồng mình á? Không, đừng có sống vậy. Tôi nói thật anh chị, mỗi ngày trôi qua tôi thấy biết bao nhiêu điều trái tay gai mắt xung quanh tôi, từ cái cộng đồng mình đang sống cho tới mình xem tivi, xem tin tức, rất nhiều điều trái tay gai mắt. Nhưng mà không phải vì những điều đó đang diễn ra mà nó có thể ảnh hưởng đến chúng ta một cách tiêu cực để rồi chúng ta chùng xuống và chúng ta sống như con người tiêu cực. Đừng, tôi thách thức anh chị em sống thực tế được với những cái tư tưởng như thế này. Tôi biết rằng cuộc sống thực tế của tôi mỗi ngày tôi hoàn toàn có thể phải nghe ai đó nói một cái điều gì đó không tốt đẹp về tôi, cố tình làm tổn thương tôi. Tôi hoàn toàn có thể phải đối diện với điều đó. Tôi hoàn toàn có thể phải đối diện với những kẻ mà cố tình chơi xỏ tôi, làm điều này, làm điều nọ, làm điều kia. Nhưng tôi sẽ không để cho những lời nói đó, tôi sẽ không để cho những hành động đó ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của tôi. Tôi luôn mau nghe lời của Đức Chúa Trời. Tôi luôn mau hiểu lời của Đức Chúa Trời. Tôi luôn luôn sẵn sàng làm theo lời của Đức Chúa Trời, và tôi sẽ bình chân như vậy, không hề gì. Amen. Amen, con chị. Amen. Đừng có mà nhạy giọng. Có nhiều người không giống như lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta rất nhạy giọng. Và ở trong Châm Ngôn có một cái câu mà tôi thấy là nó là sự cảnh cáo cho rất nhiều người. Cái người mà có tánh hay nóng giận, tức là người nhạy giọng á, thì chuyện gì xảy ra? Nếu con giải cứu hát thì e con phải giải cứu lại, có nghĩa là giải cứu hết lại cái lần khác. Anh chị em nghĩ điều đó có đúng trong thực tế không? Mấy cái người mà nhạy giận đó có phải là rất dễ bị quỷ áp chế không? Rồi cứ tối ngày phải giải cứu hoài, đúng không anh chị em? Đó, thật sự trong thực tế tôi biết có nhiều người họ cứ quỷ cứ vào ra họ hoài, quỷ nó cứ áp chế họ hoài. Rồi những vị mục sư mà không có sự hiểu biết đúng và không có sự kinh nghiệm ở trong chức vụ thì tối ngày cứ đuổi quỷ, đuổi quỷ. Tôi nói với anh chị em, cái đó là một cái việc mà giống như chúng ta làm trên cái ngọn á, chúng ta không làm ở trong cái gốc của nó. Chúng ta cần phải xử lý tận gốc rễ, phải dùng lời của Chúa để chỉ cho người đó thấy rằng cái nguyên nhân lớn nhất đó là vì người đó hay nhạy giận. Cái tánh gì đâu mà dễ giận dễ hờn quá. Nhưng khi tôi nói vui, có những người mà một cơn gió thoảng qua cũng làm cho họ nổi giận. Chúng ta cần phải thay đổi. Thật sự chỉ có Chúa mới thay đổi được chúng ta thôi, thưa anh chị. Chỉ có quyền năng ở trong lời của Chúa mới có thể thay đổi được chúng ta thôi, anh chị. Ngày xưa mà tôi đi ngoài đường mà ai mà quẹt xe tôi, đụng xe tôi là tôi chống cái chân xuống và tôi nhìn coi xe mình có bị hư gì không để tôi sẽ loa người đó, tôi sẽ bắt người đó phải đền này đủ thứ cái, tôi sẽ làm gay lắm. Nhưng mà lời Chúa thay đổi mà. Sau này tôi đi ngoài đường nhiều khi người ta đụng nát luôn cái xe, đụng cái đèn xe của tôi bể luôn. Nhưng mà tôi không có mau nổi giận đâu. Nếu mà người ta cố tình thì có lẽ tôi cũng phải nói chuyện phải trái với họ chút xíu, chứ không phải là dễ dàng để cho người ta muốn làm gì ta làm. Nhưng mà rõ ràng trong những cái tình huống chẳng hạn như xe đông quá bị kẹt xe này nọ, rồi có những người phụ nữ tay lái họ yếu, họ không kiểm soát được, rồi họ để cho cái tay ga nó đưa lên cái, họ không kiểm soát, nó đụng vô cái nó bể, người ta đâu có cố tình đâu làm gì dữ vậy. Thì trong trường hợp thậm chí tôi còn không có quay lại nữa, tôi chỉ biết là rồi bể xe rồi, bể đèn rồi, rồi thôi mình cứ nhìn về phía trước mình chạy tiếp. Mới vừa rồi tôi đi gần chờ bà chịu con người hút vô phía sau cái xe điện thôi, tôi cũng chẳng biết nó có gì không, nhưng mà tôi thấy cái tình huống đó là người ta không cố ý. Rõ ràng là cái tình huống mình biết người ta không có ý,
cho nên thậm chí tôi còn không quay lại qua nhìn qua ai hút vào mình nữa. Tôi cứ đi thôi, tôi nghĩ ra bụng mình, nếu mà nó có bị gì thì nó đã bị rồi, thôi mình chịu thôi, chuyện nó đâu ai muốn đâu. Hãy để cho lời của Chúa biến đổi tấm lòng của chúng ta. Amen. Hãy để lời của Chúa biến đổi cả cuộc đời của chúng ta. Tôi biết một số người trong căn phòng này có một cái linh giận dữ, một cái linh giận dữ, mà cái linh giận dữ đó nó đã hành động từ thế hệ này qua thế hệ khác. Không tin thì hãy thử tìm hiểu trong gia tộc của mình đi. Nếu người nào mà cảm nhận có một cái sự tức giận thường trực ở trong mình rất dễ giận dữ, thì hãy đi truy nguyên đi, tìm lại xem ông nội của mình, cha của mình, những cái người mà thế hệ trước đó, tôi cam đoan là sẽ tìm thấy có những việc tương tự, có những cái cách thể hiện tương tự vậy. Mình phát hiện ồ, ông cha ngày xưa tắm ông cũng vậy đó, ông nóng giận ghê lắm, ông nội cũng y chang vậy đó. Nó giống như một sự rủa xả, nó giống như một cái sự di truyền xấu, nó đi từ thế hệ này đến thế hệ kia. Và đã đến lúc anh chị em cần phải gầm lên như một con sư tử nhân danh Chúa Jesus Christ công bố chặt đứt cái sự rủa xả. Amen cô chị em. Chặt đứt đó. Một số người cần phải làm như vậy, gầm lên trong sự giận dữ với Satan chứ không phải với bất cứ ai. Tôi thấy anh chị em toàn làm ngược lại không? Những cái người mà hay giận dữ là hay giận dữ với những người xung quanh mình, kể cả với vợ mình, kể cả với chồng mình, kể cả với con cái mình, kể cả với người này người kia, là những người mà đáng ra mình phải bày tỏ tình yêu thương nhiều hơn, thì họ lại hay thể hiện sự giận dữ. Nhưng mà tôi thấy họ rất là mềm mỏng với Satan. Tôi chưa bao giờ thấy họ gầm lên với Satan cả. Tôi ước gì họ sẽ làm như vậy. Họ cần phải gầm lên với Satan thay vì gầm lên với người phối mẫu của mình. Amen con chị em. Có người vợ nào đó phải gầm lên với Satan, trong danh Chúa Jesus, linh giận dữ phải cút khỏi thành ngay bây giờ, cùng với tất cả những cái cảm giác và tư tưởng của người, hãy tan biến ra khỏi con người của ta. Ta không chấp nhận những cái thứ tồi tệ này trong đời sống của ta. Amen không? Có người chồng nào đó cần phải gầm lên trong danh Chúa Jesus Christ, linh giận dữ phải cút khỏi ta. Tất cả những sự rủa xả đã đem đến cái tính giận dữ trong ta thì phải bị bẻ gãy hoàn toàn trong danh Chúa Jesus Christ. Ta chặt đứt cái sự di truyền tồi tệ này. Ta không phải là con người giận dữ nữa. Ta trở nên con người điềm tĩnh và ôn hòa. Amen. Và hầu như mỗi một ngày tôi đều cầu nguyện cho những người thân của mình, và đặc biệt là Thiên Quân, con trai nhỏ nhất của tôi. Tôi luôn luôn thưa với Chúa như thế này: Chúa ơi, xin hãy khiến Thiên Quân, con trai của con, trở nên một con người hiền lành và nhu mì, khiêm nhường và vâng phục, bước đi trong kỷ luật và trật tự thiên thượng, một con người đầy đức tin, một con người hết lòng kính sợ và yêu mến Chúa. Hầu như ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho những người thân yêu của mình như vậy, và kể cả cho chính bản thân của mình nữa. Và đặc biệt tôi cầu nguyện cho con trai của tôi, vì có đôi khi tôi thấy nó có những cái biểu hiện của sự nóng nảy, của sự giận dữ, và tôi biết nó đến từ đâu. Tôi chắc chắn có trong danh Chúa Jesus. Cho nên nếu anh chị em mà ở đây, anh chị em sẽ thấy chuyện này thường hay xảy ra. Nhiều khi con tôi nó khóc mà kể cả vợ tôi cũng không dỗ được. Và mỗi một lần đó tôi làm gì? Trước hết tôi đặt tay lên đầu nó, trong danh Chúa Jesus Christ, ta bẻ gãy linh sự nóng nảy, linh sự giận dữ, hãy cút khỏi con trai Phạm Thiên Quân của ta, đi vào lĩnh vực sâu ngay bây giờ. Thì tôi công bố điều đó trong uy quyền con trai tôi, nên im. Sau đó tôi mở lời Chúa lên cho nó nghe. Có những lúc tôi đọc trực tiếp, có những lúc mà mình đọc nhiều quá, mình mệt rồi thì mình mở lời Chúa, chẳng hạn như Thi Thiên 119 mà tôi đã không mở ra, và thậm chí không mở nhỏ, tôi mở lớn luôn nha. Mà nó lại ngủ. Anh chị thấy không? Có uy quyền, có quyền năng trong lời của Đức Chúa Trời. Amen con chị. Hoặc là tôi sẽ hát những bài thánh ca, và sau đó nó ngủ. Trong khi vợ tôi hoàn toàn bất lực trong những trường hợp đó. Thậm chí có những lúc, nhiều khi vợ tôi nói mình có cái hai cái bầu ngực để mà có sữa cho nó, đó là lợi thế. Nhưng xin lỗi anh chị em, có nhiều khi hai bầu ngực đó cũng là vô ích luôn. Nó vẫn cứ khóc bình thường, nó vẫn cứ giãy nảy bình thường. Và chỉ khi nào tôi mở miệng ra công bố trong danh Chúa Jesus Christ và bắt đầu làm như tôi nói, thì lúc đó mới hiệu quả. Hãy để cho lời của Chúa thật sự thẩm thấu vào trong chúng ta. Hãy hết lòng tin cậy lời của Chúa, và hãy sử dụng lời công bố mạnh mẽ trong đức tin trong danh Chúa Jesus Christ để trấn áp những quyền lực của ma quỷ. Amen con chị. Và trong đó có linh của sự giận dữ, trong đó có những cái cảm xúc giận dữ, trong đó có những cái ý tưởng của sự giận dữ ở trong chúng ta. Một lần nữa tôi nhắc lại về một cái bích tông ở trong một số người. Nếu chúng ta thật sự cảm nhận, chúng ta sẽ thấy giống như có một cái bít tông ở trong chúng ta. Và đặc biệt đối với một số người trong các mối quan hệ của chúng ta, dường như có cái phốt. Tôi nói những điều cực kỳ thực tế.
có lẽ không phải là bất cứ người nào chúng ta gặp chúng ta cũng cảm nhận cái biết tâm đó, nhưng mà có một số đối tượng đặc biệt trong cuộc đời chúng ta, đặc biệt là những người vợ, những người chồng mà thường hay xung đột, thì lạ lắm, cái người vợ hay là người chồng mà mở miệng ra nói là cái người còn lại cảm thấy có cái biết tâm, cảm nhận nó đẩy lên đẩy xuống, cái nơi nó đẩy lên mới mở miệng nói là tự nhiên thấy có gì bất, tôi gọi đó cái phốt. Ở trong quá khứ có cái chuyện gì đó đã xảy ra, vợ chồng đã có những cái sự xung đột sâu sắc như thế nào đó, đã từng choảng nhau, chửi nhau, thậm chí đập nhau thế nào đó, đã từng làm cho nhau thất vọng, đã có những cái nỗi cay đắng mà không có giải quyết mà chôn sâu trong lòng, nó cứ ủ như vậy, cứ tưởng là như vậy là xong chuyện rồi, nhưng mà không hề xong chuyện, nó cứ tích lũy những cái điều tồi tệ đó theo năm tháng, và từ đó nó xảy ra cái hiện tượng giống như cái biết tâm. Cái người chồng là mỗi lần nghe vợ mình nói giọng hơi cao một xíu là biết tâm đẩy lên tức rồi nha, tức rồi đó, nói tiếng nữa là có chuyện đó. Đó, hoặc là ngược lại, hoặc là người vợ đó mình nghe người chồng mình nói cái giọng hơi cao rồi bắt đầu cái biết tâm đẩy lên. Và nếu như lúc đó chúng ta không có lời của Chúa, nếu như chúng ta không biết kính sợ Chúa để vâng lời Ngài, thì lúc đó sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra. Người vợ nghe người chồng nói tông cao và bắt đầu nói tông cao hơn. Anh chồng nói tông tông đồ, cái đầu chị vợ nói tông rê, cái anh chồng không chịu thua bắt đầu nói tông mi. Anh chồng đồ chị vợ rê, anh chồng mi chị vợ pha, anh chồng son chị vợ la, anh chồng si vợ đô đô đô. Tôi hy vọng là chị em không có lên tông theo kiểu đó. Tôi ao rằng là lời Chúa sẽ thật sự đi vào lòng của chúng ta, để rồi chúng ta sẽ thắng ngay từ vòng lòng, ngay từ cái chỗ nghe là chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta nghe thì là tốt ha. Rồi chứ đừng có để mà đi sâu vào tới cái chỗ giận. Tuy nhiên có một số người đã lỡ bị vỡ trận rồi, thường xuyên đi tới cái chỗ giận rồi, thì vẫn còn cơ hội cho chúng ta, vì ở trong Chúa chúng ta có ơn điển. Amen con chị em. Hãy thật sự loại bỏ khỏi chúng ta tất cả những gì mà làm cho tấm lòng của chúng ta bị ô uế, ở trong đó có những cái sự cay đắng, có những sự giận dữ. Khi người ta cứ giận dữ hết lần này tới lần khác, nó cứ tích lũy thì nó sẽ trở thành một cái sự cay đắng ở trong chúng ta. Và cái người càng cay đắng thì lại càng ngại giận. Nó là một cái vòng ma quỷ. Hãy nghe cho kỹ đây. Những sự giận dữ, những lần giận dữ đó nó tích lũy lại, nó tạo nên một cái sự cay đắng càng ngày càng sâu sắc trong chúng ta. Và khi một người có sự cay đắng thì người đó lại rất nhạy giận. Nhớ điều đó nha. Đó là cái vòng ma quỷ. Chúng ta phải phá vỡ đó cho bằng được trong danh Jesus. Anh chị em phải khiêm nhường đủ để nhận ra, nếu như chúng ta thật sự có cái đó thì chúng ta đừng có mà cứ chém chệ, rồi chúng ta cứ rong chơi tháng ngày, rồi chúng ta cứ giống như không có chuyện gì xảy ra. Không, hãy xem đây là một vấn đề nghiêm trọng mà mình nhất định phải giải quyết trong hôm nay. Nếu ai đó biết rằng mình có một cái cục giận ở trong mình, có cái tánh nhạy giận, có cái linh giận dữ, thì tôi nói với anh chị em rằng lát nữa ở trong thì giờ mà chúng ta cầu nguyện và công bố, anh chị em phải xử lý ngay lập tức, giống như là mình không đổi trời chung với nó vậy. Trong trên kia sức mạnh mày phải phun khỏi ta, ta không đổi trời chung với mày. Amen. Đừng để thêm một ngày một giờ nào nữa, bởi vì nó sẽ bất lợi cho đời sống gia đình của chúng ta, nó sẽ bất lợi cho các mối quan hệ của chúng ta. Cái người mà càng mềm mại, càng bao dung, càng dễ tha thứ, càng khó giận dữ, thì cái người đó càng có cơ hội để vun đắp những mối quan hệ, càng dễ đem lại sự hòa bình cho các mối quan hệ, đúng không anh chị em? Còn cái người mà cái tôi quá lớn, sự cay đắng quá lớn ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ rất nhạy giận, và nó làm cho các mối quan hệ của chúng ta nó trở nên rất tồi tệ. Dù cho mối quan hệ đang tốt thì rồi nó cũng sẽ nên tồi tệ. Tôi ước ao rằng mỗi một ngày trôi qua khi chúng ta bước đi theo Chúa, thì chúng ta sẽ để cho lời của Chúa thật sự hành động một cách đầy thực tế ở trong đời sống của chúng ta. Lời của Chúa sẽ giúp chúng ta xử lý cái tôi của mình, để cái tôi nó càng ngày càng hạ xuống ở mức thấp nhất có thể, để rồi chúng ta khó lòng bị kích động mỗi khi ai đó nói một cái điều gì đó không hay ho nhằm vào chúng ta. Mỗi khi ai đó làm một cái gì đó không hay ho nhằm vào chúng ta sẽ khó bị kích động. Amen có chị em. Thay vì bị kích động thì chúng ta chọn để Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta
trở thành một con người mà có thể giúp ngược lại cái người mà đang nói những điều tồi tệ nhắm vào chúng ta. Amen con chị em. Giúp ngược lại cái người mà đang có những cái hành động cố tình, hành động tồi tệ cố tình nhắm vào chúng ta đó. Nguyện Chúa sẽ sử dụng chúng ta để có thể giúp ngược lại con người đó. Để một ngày nào đó họ cũng sẽ trở thành một con người tốt, một con người hưởng được phước hạnh của Chúa trên đất. Amen con chị em. Anh chị thấy rằng sứ điệp này có nhắc nhở nhiều trong đời sống anh chị em không? Nhiều. Có lợi không? Tôi ước ao rằng anh chị em sẽ không lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Hãy làm theo lời. Amen con chị em. Hãy làm theo lời. Như này chúng ta cùng nhau đứng lên cầu nguyện đáp ứng lời của Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.